Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 âm lịch, cũng là ngày lành tháng tốt để mà chị Cẩm Hương có thể cùng với hai người con của mình dọn vào một căn nhà mới. 11 giờ, gần tới 11 giờ rồi cô bác quý anh chị. Chị Cẩm Hương cũng đã chuẩn bị những cái phần cơm để mà cúng để dọn vào nhà mới. Cũng mong rằng á, khi dọn vào căn nhà mới này thì mong rằng cuộc sống của chị sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữa và làm ăn thành đạt hơn nữa. Hai đứa con của chị có thể chăm ngoan học giỏi và thành tài. Và cái việc mà cúng dọn vô nhà mới như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào bên trong nha. Và trước khi vào bên trong á thì Bùi Hồ muốn chia sẻ rằng ngày hôm nay được một mạnh thường quân hỗ trợ, chị Cẩm Hương cũng phát cho cả các người dân ngay tại gần nhà mới của chị nè mọi người là 30 phần quà. Gồm có gạo, đường, nước mắm, bột ngọt, nước tương đầy đủ hết à. Thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ hình ảnh này để có thể là san sẻ những yêu thương cho cô bác quý chị biết luôn. Còn giờ mời cô bác quý chị cùng vô đây ha. À, đây là những cái phần quà gồm có là muối, muối, nước, nước, nước mắm, dầu ăn, rồi bột ngọt, nước tương. Mỗi phần như thế này là trị giá bao nhiêu tiền chị Hương? 300 ngàn. Gồm 10 kg gạo đúng không? Ừ đúng rồi, 10 kg gạo ngon á em. À gạo này gạo ngon luôn nha mọi người, chứ không phải là gạo bình thường nha. Chú ơi, chú ơi. Đây là gạo, gạo này là gạo ST24, gạo thơm, gạo ngon. Gạo ngon. Ờ 300 ngàn mọi người. Gạo này chắc cũng mất tiền hả chị? Đúng rồi. Người nghèo mà em, gia khó khăn thì thường ít có được ăn gạo ngon lắm, cho nên mình cho là mình cho gạo ngon vậy để ta ăn ta thưởng thức. Ừ. Dạ, cái này dạ, cái này con có không con có. Gần 11 giờ thì cũng có các ông cụ lại đây nhận cái phần quà nè. Dạ. Phần quà này là của một mạnh thường quân giấu tên hả chị Hương? Một cô bé, một mạnh thường quân, một cô gái ở Sài Gòn á, là cô đập ống heo ra. Là để mua quà để trước tiên là cho thợ, thầy thợ làm nhà cho chị nè. Dạ. Sau đó dạ dạ. Rồi sau đó là sau đó này thì còn lại thì chị sẽ cho hộ nghèo với cận nghèo ở địa phương. Cái này mình có lên danh sách gì hết chưa chị? Có danh sách hết rồi em. Tổng cộng là 30 hộ. 20 phần, cô đó cháu gái đó rút ống ra được 6 triệu là đủ 20 phần. Sau đó thì chị thấy nó thiếu đi. Rồi chị mới nhận được của một anh mạnh thường quân là gửi cho 3 triệu nữa. Là 9 triệu. Là 9 triệu chị mua thêm 10 phần nữa. Là tổng cộng là 300 phần quà. 30 phần quà. Mỗi là 300 kg gạo. 300 kg gạo. Muối, đường, bột ngọt, nước tương. Ừ. Bây giờ chuẩn bị cúng để mà dọn vô nhà mới luôn ha chị ha. Ừ. Dạ, có cô đó đợi. Ta lại ta lấy rồi, ta dạ, dành. Dạ. Mừng con có nhà mới. Bây giờ cũng đã cái này nhà. Dạ. Để đây cho tôi Vinh dạ, dạ. Vinh hỏi bạn anh Vinh dạ. Vinh cô cảm ơn cái nha. Dạ. Mấy anh thợ làm hồ này có cái tên cũng hay hay cho nhà mới á. Đó là anh Vui với là anh Mừng. Vui và Vui. Anh Mừng. Dạ. Anh Mừng. Anh Mừng đó, đúng không? Anh Mùa. Anh Mùa, à, được mùa luôn. Đạt được luôn. Đạt được mùa. Vui. Mừng. Vô nhà mới mà có tên Đạt là được rồi. Đạt, đạt. Đúng rồi. Đạt rồi. Có Đạt rồi có Vui, Vui nữa. Rồi Mùa. Chào. Rồi chào. Vậy là các anh thợ được nhận hết ha. Hai anh thợ dạ. Sơn. Dạ. Hai anh thợ Sơn. Thợ B hả? Hai anh thợ B á. Ờ chị kêu thợ Sơn. Chị có biết đâu. Cảm ơn chị. Dạ rồi rồi. Rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh chơi chét. Dạ mấy anh chơi chét đó. Rồi. Chơi chét hơi ra màu được chứ. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Mình đang điểm thôi để cho nó đẹp á là cái căn nhà. Rồi cảm ơn anh. Made up. Mấy này mấy anh made up ngôi nhà. Hôm nay là cúng ba mâm hả chị? Vậy nha. Dừng út. Rồi dành gạo không à. Ừ. Rồi cảm ơn anh đã giúp đỡ cho ngôi nhà em được hoàn thiện. Cảm ơn nha. Dạ. Hôm nay là ngày chị Cẩm Hương dọn vô nhà mới để ở. Thì không biết là cái công trình của mình vừa rồi là hoàn thành đúng tiến độ không anh? Dạ
nó hơi trễ hơn tiến độ 1-2 ngày. Trễ hơn 1-2 ngày. Bàn giao là được bao nhiêu ngày rồi anh Vui? Bàn giao thì được ngày bữa 16 rồi ngày. Rồi giờ mày ăn đi tốt nha. Hôm nay là vui dữ không? Nói cái cảm tưởng sau khi mình xây một cái căn nhà mà gọi là được sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân, nó có khác so với tư thế, nó có khác hơn so với những người mà người ta ăn nên làm ra, người ta có tiền người ta xây nhà không anh? Khác khá nhiều. Tại vì mình làm được cái này là mình cũng là có một cái bằng, thí dụ như là nói giúp đỡ được cái gì đó. Còn là những người mà có ăn ra là ăn nên làm ra, mình làm rồi hết thôi và gì rồi chứ không có còn cái gì ở đây. Còn tình cảm thì nhiều. Dạ, tình cảm thì nhiều ha. Ờ, nhưng mà xây căn nhà này lợi ích thì đối với anh nó có khó khăn gì không? Không, không. Nghe hả? Chủ yếu là xây để mà để đức cho con cái đúng không? Dạ. Nếu anh có chia sẻ với em là nếu như xây một ngôi nhà mà ăn nên làm ra thì tiền công nó phải nhiều hơn. Đúng. Ờ. Còn ngôi nhà này thì lấy tiền công ít lại. Mai mốt mà có những cái ngôi nhà thiện nguyện khác, anh có sẵn sàng đi giúp đỡ không? Sẵn sàng. Khỏi cần lấy công. Không được, không lấy công rồi không được. Cũng phải có chút xíu công người chứ không lấy công rồi lấy gì anh sống. Thì ngày hai bữa cơm anh nói với em là bây giờ sống thì sức khỏe là quan trọng, chỉ cần ngày hai bữa cơm thôi. Thì bây giờ cái lấy công thợ thôi, còn anh với lại hai bữa cơm của anh với vợ con là được rồi, được không? Anh đâu có vợ con, nếu mà làm nhà chỗ nào có đàn bà mà chưa có chồng làm hai bữa cơm là được. Ôi cái câu này hơi nguy hiểm rồi nha. À, chủ nhà này là cũng chưa có chồng mà thôi mà ấy đó, rồi sao? Chủ nhà này khác rồi. Khác rồi. Thân quen quá đúng không? Ở sớm hàng xóm thân quen thôi. Anh Vui thì cũng nói chơi thôi mọi người. Thì tụi em cũng như là thay mặt cho chị Cẩm Hương, gia đình của chị Cẩm Hương ông Tư, thì chúc anh cùng các anh em thợ luôn nhận được những cái công trình mà thiện nguyện như thế này để giúp cho những người những cái hoàn cảnh khó khăn, cũng như là nhận thêm nhiều cái công trình mà nó gọi là nhiều thêm công trình trong cái năm nay nữa, và đặc biệt là càng ngày càng ăn nên làm ra, sức khỏe dồi dào. Anh có muốn nói lời nào để cô bác với anh chị Mạnh Thường Quân, những người mà đã từng hỗ trợ cho các anh phụ rồi nè? Biết nói gì giờ thì chủ yếu là mừng nhà mới thôi chứ. Có muốn kiếm vợ trên này không? Cái chuyện cũng giờ cũng không biết nói làm sao. Chuyện nào tới đâu tính tới đó luôn. Dạ. Thì chiều nay là bắt đầu mình sẽ ăn liên hoan để mừng nhà mới. Có gì chiều nay mấy anh em mình sẽ trao đổi thêm ha. Ừ. Rồi, anh chào anh nha. Bà Sáu giá trước hay bà Sáu hả? Giá trước. Dạ. Giá sau. Thử ơi. Sáng nay thì ông Tư ông cũng hôm qua thì sức khỏe không được tốt, cũng sẽ lên sau mọi người. Tí xíu nữa thì ông Tư sẽ lên sau với lại chị Cẩm Hương. Sáng cho hơi mệt. Cái chân nó bị đau nữa. Chiều đi hả? Ủa? Sao cho anh rồi? Họ nghèo quá cho là Út có lên danh sách chưa à? Ừ. Ở đây là có xã đồ, up đồ lên danh sách hết hả chị? Up lên danh sách cho mình hả? Cái này là phần này là chị nhờ trưởng up lên danh sách họ nghèo với cận nghèo của up mình đó. Dạ. Ừ. Chứ này chưa có danh sách. Nhưng mà có phiếu không chị? Hả? Có phiếu không? Không em. Chỉ để nói tên. Chỉ để nói đúng tên là với đúng hộ cận nghèo là được à? À. Ừ, chị có, chị có nắm danh sách nè. Chị biết mà đúng không? Ừ, chị biết. Nay ăn nhà mới đẹp trai quá không ba? Hồi đó mình nhà mình ăn tân gia có lớn vậy không? Dạ. Hả? Dạ. Có lớn giống vậy không? Bấm đựng như vậy. Hồi lúc mà cái nhà 7 tỷ của mình ăn tân gia sao? Hả? Nói cho chị Hường nghe coi. Sao chưa ba?
Nhà chú Ban tân gia học lớn không? Đó là bỏ mua rồi. Để nuôi nhiều quá dành cho gà mà. Nhiều quá dành cho tụi con. Dịch quay. Con vịt quay à, với thùng bia. Với thùng bia. Ủa, được con vịt quay là lớn rồi. Thấy ông ba cũng cũng thấy thương lắm. Ở lật đật châm nước trà nọ này kia, rồi phụ thêm này khiêng bàn khiêng ấy đồ kia. Thì có bà ba khiêng nổi không? Hả? Có bà ba khiêng luôn. Khiêng luôn. Bà vui vẻ quá. Có bà ba khiêng luôn. Mọi người ông ba ông vui lắm. Chiều nay có uống bia không? Hả? Uống không? Chắc là chút chút. Là chút chút. Nói thật, vậy chứ anh có hỏi ông ba cái sức khỏe ông ba sao rồi? Sức khỏe bây giờ cũng khỏe, đỡ rất nhiều rồi. Khoảng mấy 10% rồi? Còn khoảng 3-4%. Hết hay là còn? Còn nó cũng tạm đi nữa, nó còn một ít rồi. Vậy là giảm còn chỉ 30-40% thôi chú. Vậy là mừng quá, uống bia rượu đủ ít ít thôi. Giảm rồi đó, uống rồi giống như đó là mình 2 xị, mình uống rồi chừng nửa xị, xị là chỉ lắm. Ngày xưa là 4 ngần lít, bây giờ giảm rồi đúng không? Còn có 2 ngần lít à? Mình già giảm nữa rồi, còn mình anh à. Còn mình anh lắm. Nó cho vui chứ, sức khỏe, giữ sức khỏe quan trọng. Một mình ở trong nhà thì lớn tuổi không có ai chăm sóc. Là cái thứ nhất, cái thứ hai sức khỏe sáu mấy tuổi nó dễ suy sụp lắm. Nó sụp cái là nó không bao giờ đứng lên được đâu. Nên cố gắng giữ gìn sức khỏe. Còn bây giờ thì thôi vô mình mừng năm mới cho vui ha. Ồ, mừng nhà mới. Nhà mới. Nhà cái giá ra đất đai chứ. Chị Hường đã giái là cho con nhà mới được làm ăn suôn sẻ, phát tài phát đạt. Bằng tiếng ông bà của mày đó, cô cậu chú bác. Năm nay trúng khoảng 5 tờ giấy số nữa được rồi, để làm từ thiện. Chị chỉ cần mong chút tờ thôi, chị làm từ thiện cũng được mà. Dạ hả? Nói chung là từ thiện là mình cái tâm thôi, mình có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu à, đâu cần có chút số mới làm được đâu em. Đúng rồi chị. Không có tủa chút đâu. Quan trọng là mình có đầy đủ sức khỏe. Không có, giấy này là bằng giấy mình cái tấm lòng, hiểu không? Còn đó. Bên xong người ta. Dạ con. Ghi cái giấy rồi để ngoài này để người ta coi, người ta kiểm đồ. Anh Hưng bữa nay phát quà nhìn đẹp trai quá anh Hưng. Ôm trong điện thoại không sao biết. Anh Hưng ơi, phát quà nay nhìn đẹp trai quá vậy. Hả? Hả? Có gì đâu, bình thường như mỗi ngày. Có nghĩa là đẹp trai như mỗi ngày luôn hả? Con gạo con đợi đi, rồi nào dư thì con nghĩ cho nha. Dạ, cô kêu anh đó con ngồi đợi đi. Tại này con có trong danh sách đủ rồi con. Chỉ thợ hồ làm nhà con nè. Chỉ nghèo với cận nghèo á, địa phương ở trong ấp Bình Định mình là có danh sách gửi cho con. Còn phát sinh thêm thì một chút xíu nữa con cũng có dựng chuồng một ít. Thì một chút xíu nữa đến khi con phát hết những cái người có trong danh sách rồi á, thì còn lại thì con sẽ gửi cho mấy cô dùm nó thảo. Dạ, giờ cô có thể ngồi đợi con chút nha. Dạ. Nữa chị? Mấy phần này còn 2 phần. 2 phần nữa là hết rồi đó. Nhưng mà hiện tại thì có mấy cô cũng biết nhưng mà tuy là không có trong danh sách. À, chị cũng không biết đến nữa, có lẽ là do thông tin người ta nghe rồi người ta cũng gọi ra sao để còn mấy cô nữa hả? Còn mấy cô nữa à. Mấy cô cũng lợi sinh đó, bây giờ chị đang sắp xếp rồi không biết sao đây. Nói chung là hộ khó khăn thì rất là nhiều. Đúng rồi, rất là để nhiều. Mà mình phát cho đã phát hết những cái hộ khó khăn thì không biết bao giờ mới hết. Nhưng mà ai khó khăn nhất thì người đó sẽ phát trước trong ngày hôm nay mọi người. Còn những hộ khó khăn còn lại thì hy vọng là sau này sẽ có những cái chuyến phần quà phát tiếp theo. Thôi hôm nay thì cũng đến đây cũng để mà tham dự cái lễ cúng mừng nhà mới đó, để vào nhà mới đó chị. Thì cũng xin chúc cho chị sẽ càng ngày ăn nên làm ra,
ở trong một cái căn nhà mà chị đã từng mơ ước như thế này. Chúc cho chị cùng với hai người con của mình luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Cho chị với ông Tư sẽ có những cái ở trong những cái mái ấm như thế này đó, thì gặp được nhiều điều may mắn và làm ăn càng ngày càng phát triển nè, trong cái công việc của chị cũng như là nuôi hai đứa con ăn học. Thì qua clip của em thì chị có muốn nói lời nào với cô bác của chị không? Chiều nay thì sẽ có món quà bí mật cho nhà chị Hường thôi mọi người. Thì thông qua đây thì chị cũng muốn nhờ em gửi lại tất cả những cái cô chú anh chị đã hỗ trợ cho chị, đã giúp đỡ chị, đã đồng hành cùng chị suốt thời gian qua. Có được như ngày hôm nay thật sự là chị vui lắm. Không phải duyên chị vui nhưng mà cả cha chị, mẹ chị rồi con chị nữa cũng vui vui lắm. Nếu mà có gì mà có lẽ là mình không thể nào mà làm chiều lòng hết mọi người được, cho nên là chị cũng không phải là tốt cái đẹp gì đó, chị không có thể hoàn hảo hết được, cho nên là có, nếu mà có những cái gì sơ sức, có những lời nói không hay hay là những cái câu gì nghe thì xin cô bác anh chị cũng bỏ qua dùm cho chị. Thôi chắc mọi người cũng hiểu mà, ngày hôm nay mừng chào mới. Nói chung là chị Hường cũng khiêm tốn thôi, chứ thật ra thì cuộc sống của chị thì mọi người, cô bác của chị đây cũng hiểu rồi. Và cũng như thông qua những đoạn clip mà trước đây Bùi Hồ với lại các anh em chia sẻ về cái việc mà đi nhận cha, chị trong mơ chị cũng không nghĩ rằng là ngày có được ngày hôm nay. Đúng rồi. Chị nghĩ duy nhất một điều là nhận lại người cha của mình. Nếu như không phải là cha của mình đó thì chị cũng có thể đưa một ông cụ về nhà mình cùng sinh sống với nhau. Đó là những chia sẻ trong video clip trước đây. Chị cũng đã từng nói là chị không muốn các em đưa lên cho về gia đình chị nhiều quá về ở trên mạng xã hội. Tuy nhiên thì duyên lành thì nói tiếp duyên thì khi mà ông Tư về đây thì nó hội đủ những cái yếu tố duyên lành nên nó mới có được như ngày hôm nay. Và thay mặt cho chị Cẩm Hường cũng xin chân thành cô bác quý anh chị, tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành với lại hoàn cảnh của ông Tư cũng như là gia đình của chị. Chân thành cảm ơn hai cô chú anh chị, những người mạnh thường quân đã tận tâm giúp cho chị có được ngôi nhà hôm nay. Và chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem video clip đến thời điểm này. Còn ngày hôm nay thì chiều nay sẽ tổ chức một buổi liên hoan cùng với lại các anh thợ nè. Một buổi liên hoan ăn mừng nhà mới cùng với lại dòng họ gia đình của chị. Và ngày chiều hôm nay thì các anh em cũng sẽ có một cái phần quà cho gia đình của chị. Và phần quà đó sẽ được bật mí sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau ha.